Và đặt cái này vô nè. Xong rồi các bạn ơi, một bữa tiệc ngủ cho tụi mình, thằng Tô Gà với lại thằng Dắt, các bạn chọn một buổi qua đêm đến trời ơi, cái đám sẽ ngồi xem phim và ngồi gọi là chơi game đủ cái kiểu luôn. Nào là ăn kẹo nè, vẽ nè, chơi mấy cái trò chơi trên trật tướng cái kiểu này các bạn ơi. Trời ơi, tôi thích mấy kiểu tiệc ngủ này lắm các bạn. Mà tụi nó đâu rồi, ta chưa thấy tụi nó qua đây, tụi qua kiếm nó coi. Dắt ơi, Dắt ơi. Ủa sao nó đâu rồi, ta không thấy thằng này thằng Dắt đâu luôn các bạn. Có khi nào bên nhà Tô Gà. Tô Gà với Dắt ơi, tụi bay có ở trong nhà không vậy? Alo alo. Ủa không thấy tụi nó trả lời luôn các bạn ơi. Vậy rốt cuộc tụi nó đâu rồi trời? Các bạn hãy bấm like trong vòng 3 giây để tôi tìm tụi nó cái coi các bạn ơi. La giúp tôi đi để cho tụi nó gọi là phát sáng lên, tôi nhìn tụi nó coi. Tụi nó kia các bạn ơi. Ủa mà tụi nó làm gì vậy? Trời, tụi nó nhìn xuyên luôn rồi nè các bạn ơi. Ủa hình như tụi nó tới nhà tôi. À, tụi này nó đi đường gì mà tôi không hiểu gì luôn các bạn. À để tôi tới coi. À tụi nó vô nhà mình luôn rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi, đợi với coi. Quay. Ủa đâu có tiền rồi. Đúng là Huy Nấp nó giàu, nó nhiều kim cương tôm đá đi chứ. Ê mày vô sao vậy? Ngủ gì đó. À đúng rồi, nhớ. Thôi được rồi, vô gì vô. Sao vậy? Ngủ á. À tiệc ngủ thì ngủ thôi. Trời ơi các bạn ơi, tiền ra là nơi. Nó đi đường gọi là không thể mình thấy, nó đâu vô nó ăn trong kim cương của mình. Trời ơi, hôm nay tôi ngủ nó luôn á các bạn ơi, buồn quá à bây giờ. Rồi các bạn có những cái ý tưởng gì không? Tôi không biết phải làm cái gì để phá tụi nó đó. Thấy gì anh gọi là phá đám Tô Gà với Dắt thì anh thử lòng hai người đó đi. Cũng được ha. Ông mà thử lòng gì? Anh hãy thử lòng gọi là rồi may ráp và không bao giờ quay trở lại đi. Trời ơi, thử thách này cũng được nha. Trời ơi, tôi chưa làm cái gọi là thử lòng này bao giờ các bạn. Cũng được. Và bây giờ tôi phải để làm được một cái gọi là thử lòng gọi là cho nó real á thì mình phải chuẩn bị mọi thứ các bạn ơi. Được rồi các bạn ơi, mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ ở ngoài đây rồi. Thì các bạn biết tại sao không? Tại vì mình phải gọi là để đồ ngoài đây giống như là mình chuẩn bị di cư vậy các bạn, chuẩn bị gọi là thoát ra khỏi cái server này mà không ở đây nữa. Sau đó là tôi sẽ đặt một cái bảng đây trước cái đã. Ghi chữ gì bán nha. Bán nhà $10 thôi các bạn á. Sau đó là tôi sẽ làm thêm một cái bằng chứng xác thật hơn nữa là tôi sẽ chat lên là thì đây, tạm biệt mọi người. Tạm biệt kia mọi người. Không phải, mình phải xin chào làng xin tố. Huy đã viết xong rồi mà tôi đọc cho các bạn xem nha. Xin đào làng xin tố, Huy núp đây, hôm nay quyết định sẽ rời làng rời Minecraft. Vì mình cảm giác không xứng đáng ở đây nữa, không còn ai nhớ mình nữa, nên mình sẽ rời làng đây, tạm biệt. Các bạn nghe thấy rồi, gọi là sức mất liền. Được rồi, bây giờ mình bắt đầu bấm gọi là enter một cái nè. Enter nè. Để xem tụi nó phản ứng sao. Ôi chấm hỏi các bạn. Gì vậy Quy Nóc? Trời ơi, tụi nó chào tụi vậy, nó. Ôi trời ơi, dạ bộ buồn. Ôi gì vậy? Có chuyện gì vậy? Quy Nóc ơi. Ôi tôi. Ôi xin lỗi hai người nha, nhưng mà tôi quyết định rời Minecraft rồi, tôi không thấy là chỗ này còn gì vui nữa đó. Cái này mày chơi đúng không? Bắn thử lòng mày không biết hết trơn. Lần này là tao nói thiệt đó. Thôi, em mày không tin thì thôi tao xóa nhà của tao đây. Bây giờ bỏ đặt cái nút này nè. Hãy cha. Được rồi, đặt cho tôi. Hãy cha. Thôi tạm biệt căn nhà. Trời ơi, căn nhà đang bị xóa đó chứ còn gì nữa. Rồi thôi tạm biệt căn nhà nha. Trời. Tao nói thiệt mà chứ tặng nghĩa tao nói giỡn. Thôi được rồi, tặng cho mày nè. Rồi chắc cho ông cây súng này nè. Cây súng gọi là tạo ra kim cương đó. Trời ơi, còn chắc con Tô Gà nè, tặng mày cái trứng gà nè. Ủa sao lại tặng tao cái trứng này vậy? Quả trứng đó để làm con gà đâu, tặng cho mày đó. Trời ơi. Thôi được rồi. Cảm ơn mày nhiều nha. Cảm ơn như Huy Đốc thì tôi bắn thử coi. Đó tạo được kim cương thiệt mà. Trời ơi. Cái gà này được rồi, tao biết mà. Trời ơi. Dạ bỏ buồn các bạn ơi, cho tụi nó buồn chơi. Mà còn cái này nè. Thôi được rồi, thôi nói chứ này nè, tao đưa tụi mày hai bức tư nè, tao không có giận gì tụi bay đâu. Đây chính là tư từ biệt tao đưa hai tụi bay đó. Tao cũng đi phát cho mọi người khác đây. Con đi đã. Cái gì? Con đi đâu Huy Nấp ơi? Qua nhà tao đi, Minecraft còn nhiều thứ hay lắm, đừng có vội đi mà, theo tao. Cái gì? Còn đi đâu mà vui? Ai cũng bỏ tao, ai cũng gọi là ghét tao á, cho nên tao phá nhà tao, bây giờ tao xóa nhà rồi, mày còn kéo cố níu kéo làm chi nữa? Ờ, để tao xem nó làm gì các bạn ơi. Nè, cho mày coi tính năng mới của nhà tao nè. Tính năng mới gì? Trời ơi, ủa cái gì đằng sau vậy? Để tao nhảy vô cái, hãy ta. Ủa cái gì? Nhà của tao có được kết hợp với tao lửa nên có thể bay được khi nào? Được kìa các bạn. Ôi. Quá đã luôn. Nhưng mà hình như mất kiểm soát rồi. Ờ kìa. Trời ơi, đâu anh Dắt rồi ơi. Mất kiểm soát rồi anh em ơi. Nổ luôn Dắt rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Thôi nhưng mà mình phải tại giữ sự buồn bã của mình các bạn. Trời ơi cũng vui đó thôi, nhưng mà những tao vẫn muốn là rời Minecraft tại vì tao không thấy mình còn thuộc cái làng này nữa. Thôi được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ sử dụng cái fake server này nè. Chat lên là nó sẽ ghi mình là bị cấm khỏi server trong 5 phút nữa các bạn. Ủa nào. Ê cha. Ui.
Ui, nó sẽ bị cấm server. Cỡ trong 5 phút nữa. Ôi, dừng nó lại đi, dừng nó lại đi Winup ơi, dừng lại đi. Tao không dừng được, tại vì tao chán rồi, tao không muốn chơi Minecraft nữa đâu. Ê, ê, tao có cách này nè. Ủa, đây là mình ôm lại những kỷ niệm xưa đi. Hỏi lại, tại sao chúng ta bắt đầu đi? Lý do bắt đầu sao? Đúng rồi. Đi nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ờ, được rồi, đi, xem nó dẫn tôi đi đâu các bạn ơi. Ôm dẫn tôi đâu đi vậy? Ấy nè, ông nhớ đây. Ủa? Không? Đây là chỗ mà tụi mình đi tạo kim cương, ông là người tìm ra kim cương đầu tiên. Ờ, cũng đúng, đúng rồi. Sau đó tôi là nó đẩy mày xuống dưới, sau đó tao lại lấy kim cương của mày như vậy đó. Trời ơi, vậy vui ghê ha. Cái đó càng thêm tao rời Minecraft thôi. Tạm biệt. Nhưng mà đó cũng là một ký ức đẹp. Không rồi. Bây giờ mày đi theo tao đi, tao còn một thứ muốn cho mày xem nữa đó. Thứ gì nữa? Đây nè, đi theo tao. Đó chính là nơi chúng ta lần đầu tiên tao đưa mày lên vũ trụ đâu đi đó bà. À đúng rồi ha, những cái vết nứt này nè các bạn ơi. Trời ơi là trời. Mà tôi cổ ôm vô tên lửa luôn á, cho phóng ra ngoài vũ trụ á. À đâu. Đúng rồi. Ê đây, trời tự nhiên cho mày cổ vô mày vô cái lửa vậy. Ờ nhưng mà bây giờ thì tao vẫn không muốn ở lại đây nữa đâu. Tại vì tao chán rồi. Tao sẽ làm bất cứ thứ gì để mày ở lại luôn ơi. Ủa, bất cứ thứ gì sao? Ui, bất cứ thứ gì kìa các bạn mình lỡ coi mình đang làm cái gì đây. Thôi vậy được rồi, vậy dắt ông tử cồn ông vô tinh lửa rồi bay cùng với tôi gà lên bầu trời đi. Có khi là tôi sẽ ở lại đó. Ôi, lên đây kìa. Được rồi, lên đi. Ôi, trời ơi, các bạn hãy xem kìa, nó nổ mình rồi, ghê quá trời. Ôi vậy, ở lại nha. Ôi trời, cái gì vậy? Tao không hoàn báo không tinh lửa, nó nổ là cái chân nổ lại nha. Ôi nó bay lên tiêu rồi. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ đến nút và tôi phải chỉnh lại cái lệnh này là Huy Núp đã bị cấm khỏi server thôi các bạn ơi. Đó, Huy Núp đã bị cấm khỏi server và sau đó mình sử dụng bình tàn hình này quăng cho mình cái. Ôi, nó lên rồi. Huy Núp ơi. Nó bị cấm khỏi server rồi. Thôi vậy bây giờ để tôi tàn hình xem mấy ngày nữa xem nó sao các bạn ơi. Đã vài ngày trôi qua các bạn ơi, để tôi xem tụi nó như thế nào các bạn. Ủa, hello Huy Núp, hôm nay tao sẽ con mày nè, cho mày quá chuối nè, rồi mày đi vô đi đâu vậy? Té rồi. Ôi trời ơi, đẩy mình đó. Đứng dậy trên TV. Trời ơi, các bạn, ông hiểu luôn á, chạy tụi nó không luôn rồi. Ôi trời ơi, rồi, để bây giờ để tôi phát cái lệnh lại các bạn ơi. Trời ơi, tôi tưởng tụi nó ghét tôi nhưng mà thật ra là tụi nó vẫn nhớ tôi các bạn ơi. Trời ơi, thôi được rồi, để bây giờ tôi bấm lại cái coi. À, chỉnh lại là cho mình giả bộ cho mình vô server nè. Bíp 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 bíp. Huy Núp đã tham gia trò chơi. Huy Núp trở lại sao? Wow, dạ không cần cái này nữa. Dục. Hello. Cho mày nè. Ơi, cái gì vậy? Sao cái con hình nào giống tao quá vậy? Mày thử đấm cho nó đi. Đấm cho nó. Thôi kể nó đi, bây giờ mày đã có đây không cần có búp bê. Dục. Bây giờ quan trọng là tôi có búp bê muốn anh tặng cho mày nhiều ngày nay mày có gì. Tặng cho mình luôn các bạn ơi. Trời, một kết thúc quá là đẹp luôn. Mở nó ra. Được tặng cái gì ta mở ra.